shop giới thiệu giúp em dòng xe Tiga nào tầm khoảng 60 cũ đổ lại, ngoại hình to to xíu. Đây nha các bạn, dòng xe Nvis 155 VBA đủ cho bạn chinh phục mọi cung đường luôn nha. Xe được trang bị hệ thống thắng ABS, bánh trước bánh sau cực kỳ to giúp cho chúng ta bám đường cực kỳ tốt luôn. Xe trang bị là pha đèn LED nha, có đèn dummy nữa, soi sáng mọi nẻo đường luôn các bạn. Màu này là màu đen nhám nha. Bản này là bản Nvis 2022 thế hệ 2 nha mọi người, là bản đặc biệt á. Xe được trang bị khóa thông minh nè, cực kỳ an toàn, độ bảo mật cực kỳ cao luôn, có tính năng kết nối Wi-Fi Connect với lại điện thoại nha. Đó, xe tiêu hao nhiên liệu á chỉ có 2,19 lít thôi mọi người, trên 100 cây. Và đồng hồ á, màn hình LED full LCD luôn. Xe được sử dụng dung dịch làm mát nè, có két nước giải nhiệt cực kỳ tốt luôn, phục sâu là phục bình dầu nha mọi người. Bô nè, ống xả nè, giờ em tới rồi chưa, hết nước chấm luôn á. Anh em nào mà cần tư vấn dòng xe này á thì ghép số điện thoại trên biển xe xin số giùm cho em nha. Đó. Rồi chào cả nhà nha.